Thầy chào tất cả các em học sinh. Tiết luyện từ và câu hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em bài nhân hóa, ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì, dấu chấm, dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, mục tiêu 1, xác định được cách nhân hóa cây cối, sự vật, bước đầu nắm được tác dụng của nhân hóa. Bài tập 1. Tìm được bộ phận trả lời câu hỏi để làm gì. Bài tập 2. Đặt đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô trống. Bài tập 3. Như vậy hôm nay chúng ta có 3 mục tiêu tương ứng với 3 bài tập. Đấy các em ạ. Chúng ta sẽ bước hoạt động đầu tiên để đạt được mục tiêu thứ nhất. Thầy có một câu hỏi đặt cho các em. Các em đã được học những cách nhân hóa nào? À, giỏi lắm. Các em đã được học 3 cách nhân hóa. Cách 1, gọi đồ vật, sự vật, con vật bằng từ gọi người. Cách 2, tả đồ vật, sự vật, con vật bằng từ chỉ đặc điểm, hoạt động của người. Và cách thứ 3 là trò chuyện với đồ vật, sự vật, con vật như trò chuyện với người. Thì 3 cách nhân hóa các em đã vừa học rồi đó. Hôm nay thầy sẽ ôn tập lại cho các em nhé. Chúng ta có bài tập đầu tiên. Ứng với hoạt động 1. Trong những câu thơ sau, cây cối và sự vật tự xưng là gì? Cách xưng hô ấy có tác dụng gì? Ở bài tập 1 này, chúng ta có 2 cái ý mà cần trả lời. Thứ nhất, cây cối và sự vật tự xưng là gì? Và ý thứ hai là cách xưng hô ấy có tác dụng gì? Thầy có câu A. Mời các bạn quan sát màn hình. Tôi là bèo lục bình, bức khỏi sình đi dạo, dông mây trắng làm buồm, mượn trăng non làm giáo, Nguyễn Ngọc Oánh. Thầy có câu B. Tớ là chiếc xe lu, người tớ to lù lù, con đường nào mới đắp, tớ lăn bằng tăm tắp, Trần Nguyên Đào. Đấy, chúng ta có câu A và câu B. Vậy thì ở câu A, chúng ta có sự vật là gì các bạn? Đúng rồi, sự vật là bèo lục bình. Câu B, sự vật là gì? Đó là chiếc xe lu. Thầy giới thiệu cho các em, đây là bèo lục bình. Bèo lục bình thường sống ở trên mặt nước, những cái dòng sông nó hay trôi từng mảng bèo như thế, và có những cái bông hoa màu tím rất là đẹp, nó xuôi theo dòng và nó đi từ trôi từ nơi này qua nơi khác. Do đó nhà thơ Nguyễn Ngọc Oánh thấy cái cảnh như thế rất đẹp và đã sáng tác ra cái đoạn thơ này đấy các em ạ. Thầy giới thiệu cho em, đây là chiếc xe lu. Những cái đoạn đường mà vừa mới đắp á, xe lu sẽ san bằng, làm cho đoạn đường thêm bằng phẳng cho chúng ta dễ đi hơn đấy các em ạ. Các em đã thấy hình ảnh xe lu chưa? Đúng rồi, cảm ơn các em. Rồi bây giờ, tôi là bèo lục bình. Vậy thì cây cối đây chính là gì? Bèo lục bình. Và cây cối tự xưng là gì các em? Tôi là bèo lục bình.
Đúng rồi đó. À, như vậy tôi ở đây là cái người ta sử dụng cái biện pháp nhân hóa đấy các em ạ. Ta có câu B. À, tớ là chiếc xe lu. Vậy sự vật ở đây là gì? Chiếc xe lu nó tự xưng là gì? À, nó tự xưng là tớ. À, ta có một cái kết luận nhỏ nhỏ. Như vậy cách xưng hô ấy có tác dụng gì vậy các em? À, nó có tác dụng làm cho ta cảm giác bèo lục bình và chiếc xe lu giống như một người bạn gần gũi đang nói chuyện cùng với chúng ta. Đấy, như vậy ở cái bài tập này thì nó giúp cho chúng ta nắm được đâu là một cái biện pháp nhân hóa, và được ví cây cối nè, sự vật như một cái người bạn gần gũi đang nói chuyện với chúng ta đấy các em ạ. À, chúng ta có một kết luận trước khi chúng ta kết thúc ở hoạt động 1. Khi cây cối, con vật, sự vật tự xưng bằng các từ ngữ như là của con người, như là tôi nè, tớ nè, mình vân vân. Đấy là một cách nhân hóa. Khi đó, chúng ta thấy cây cối, con vật, sự vật trở nên gần gũi thân thiết với con người cũng như là bạn bè để các em ạ. À, chúng ta sẽ bước qua hoạt động 2. Đó là chúng ta ôn cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì? Bài tập 2. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi để làm gì? À, vậy thì chúng ta lưu ý cái câu hỏi để trả lời cho câu hỏi để làm gì, đâu là bộ phận để trả lời cho câu hỏi để làm gì nhé các em ạ. Thầy có câu A, con phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng. Câu trên trong bài tập đọc nào mà chúng ta đã học rồi? Đúng rồi, đấy chính là cuộc chạy đua trong rừng. Và đây là hình ảnh của ngựa cha đang dặn dò, khuyên răn con của mình nên đi đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng. Vậy bộ phận nào trả lời cho câu hỏi để làm gì? Đấy chính là để xem lại bộ móng. Đấy, như vậy cái bộ phận đó chính là trả lời cho câu hỏi để làm gì. À, chúng ta sẽ có câu hỏi như sau, con phải đến bác thợ rèn để làm gì? Rồi, các em hiểu bài tập A chưa? Rồi, cảm ơn các em. Chúng ta chuyển sang câu B. Ngày mai, muôn thú trong rừng mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất. Vậy thì bộ phận nào trả lời cho câu hỏi để làm gì? Đó chính là để chọn con vật nhanh nhất. Bạn nào có thể đặt được câu hỏi có cụm từ để làm gì nè? À, cảm ơn em. Ngày mai phải muôn thú trong rừng mở hội thi chạy để làm gì? Vậy các em cần chú ý, khi chúng ta đặt câu hỏi thì cuối câu có dấu gì? Dấu chấm hỏi. Đúng rồi, cảm ơn em. Các em hiểu bài tập B chưa? À, câu B chưa? Rồi, chúng ta qua cái phần chú ý. À, bộ phận đứng sau từ để chính là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi để làm gì. Bộ phận trả lời câu hỏi để làm gì có thể đứng đầu câu hoặc ở cuối câu đấy các em ạ. À, chúng ta chuyển sang hoạt động 3.
là chúng ta cách dùng dấu chấm hỏi hay dấu chấm than để điền vào các ô trống tích hợp. Mời các em quan sát màn hình. Chúng ta sẽ bước qua hoạt động 2. Đó là chúng ta ôn cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì. Ta điền dấu chấm. Vì sao ta điền dấu chấm vậy? Vì đây là một cái câu kể. Và sau câu kể đó thì ta thấy viết hoa, do đó ta điền dấu chấm. Đúng rồi. Ô vuông tiếp theo. Hôm nay con được điểm tốt à? Ta điền dấu dấu câu nào? Chấm hỏi. Vì sao ta điền dấu chấm hỏi vậy em? Đúng rồi, vì đây là câu hỏi. Hôm nay con được điểm tốt à? Vâng, ô vuông. Vậy chúng ta điền dấu gì vô nè? Ta điền dấu dấu chấm than. Con được khen nhưng đó là nhờ con nhìn bài bạn Long. Ta điền dấu gì vô các em? Giỏi, ta điền vào dấu chấm vì đây là kết thúc một câu kể. Nếu không bắt chước bạn ấy thì chắc con không được thầy khen như thế. Mẹ ngạc nhiên, sao con nhìn bài bạn? Ta điền dấu gì vô nè? Đúng rồi đó các em, ta điền dấu chấm hỏi. Vì sao ta điền dấu chấm hỏi vào? Vì đây là câu hỏi. Sao con nhìn bài của bạn? Nhưng thầy giáo có cấm nhìn bạn tập đâu, chúng con thi đấu thể dục mà. Như vậy thì các em đã biết cách lựa chọn dấu chấm hỏi và dấu chấm than vào để điền vào trong cái câu chuyện vui này rất là chính xác. Thầy cảm ơn các em. Vậy ta có một kết luận như sau. Khi chọn và sử dụng dấu câu, các em cần căn cứ vào nội dung từng câu cụ thể để các em điền dấu câu cho chính xác nhé. Ví dụ, câu kể lại sự việc thì chúng ta sẽ điền dấu chấm sau câu đó. Câu nhằm để hỏi thì sau câu hỏi ta có dấu chấm hỏi. Câu bộc lộ cảm xúc, lời đáp thì ta điền dấu chấm than. Rồi, các em lưu ý ba cái mũi tên mà thầy lưu ý cho các em nha. Nhớ câu kể thì dấu chấm, câu hỏi thì dấu chấm hỏi và câu cảm xúc thì các em lưu ý ta điền dấu chấm than. Trước khi kết thúc, thầy có cái một trò chơi nhỏ để giúp các em hiểu thêm về nhân hóa, cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì, dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Thầy có 6 câu. Câu 1, em hãy đặt một câu có sử dụng phép nhân hóa
Câu 2. Khi đặt một câu hỏi, cuối câu em sử dụng dấu gì? Các em chọn đáp án nào nè. À đúng rồi, ta chọn đáp án C. Câu hỏi thì cuối câu phải có dấu chấm hỏi. Chúng ta có câu số 3. Em hãy chọn câu trả lời thích hợp cho câu hỏi sau đây. Em học bài chăm chỉ để làm gì? A, B, C. Em chọn đáp án nào? À, chúng ta chọn đáp án A. À, để đạt được kết quả cao trong học tập. Đúng rồi, cảm ơn em. Ta có câu 4. Khi kết thúc câu kể, em sử dụng dấu câu gì? A, B, C. Đúng rồi, kết thúc câu kể ta sử dụng dấu chấm để các em ạ. Thầy có câu 5. Những sự vật nào sau đây được nhân hóa? A, B, C. Ta chọn đáp án nào? À đúng rồi, ông mặt trời. Đấy. Chúng ta có câu cuối cùng. Câu nào đã đặt dấu câu đúng trong những câu sau đây? A, B, C. Ta chọn đáp án nào? À đúng rồi các em. Bạn Lan đang làm gì vậy? Chấm hỏi. Đây là câu gì con? Đây là câu hỏi. Bạn Lan đang học bài chấm hỏi. À sai rồi, đây là câu kể mà. À hôm nay bạn Lan có đi học không? À đây là câu hỏi nhưng mà cuối câu người ta dấu chấm. Do đó chỉ có câu A là đúng thôi các em ạ. À thầy cảm ơn các em. Các em đã làm bài tập 6 câu ở trò chơi củng cố rất là tốt. Thầy cảm ơn. Hoạt động đầu tiên để đạt được mục tiêu thứ nhất. Thầy có một câu hỏi đặt cho các em. Các em đã được học những cách nhân hóa nào? À giỏi lắm. Các em đã được học 3 cách nhân hóa. À, cách 1, gọi đồ vật, sự vật, con vật bằng từ gọi người. Cách 2, tả đồ vật, sự vật, con vật bằng từ chỉ đặc điểm